tiệm ăn vặt Sói Ca, cùng ăn cùng đá FIFA lên răng phà phà luôn. Hiện tại đã có mặt tại Shopee, các bạn có thể đặt hàng, link dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mai tôi chỉnh lại chiến thuật đơn đội nãy có trong video, mai chỉnh lại sau. 4-2-2-1-1 nha, 4-2-2-1 tôi có sẵn này nè, tôi copy là cái gì ta. 4-2-2-1-1 này thì em sẽ đổi nhà quản lý khác nha. 4-2-1-1 này anh em sẽ thiên về cái truyền á. 4-2-1-1 truyền chính xác khả năng xâm nhập là David Moyes xuống được, David Moyes. David Moyes nha, còn đây là chiến thuật đội nè. Và đây là chiến thuật đơn. Em có thể copy khi cần nha mọi người nha. Quốc nha. Cài đặt AI, cài đặt AI. Đây nè, cài đặt AI nè, đó, anh em có thể copy khi cần luôn nha. Quốc nha. Kéo stream lại nha. Ok, quốc. Giờ đây bày cho anh em cách để phòng ngự, nãy là công cánh rồi, giờ thủ cánh nè. Thủ cánh á, thủ cánh thường thủ cánh sẽ vào bọc lót phía trong. Và anh em có thể ăn đặt hàng ra ăn vặt Sói Ca để ủng hộ Thanh Hòa nha mọi người nha. Bắp rang dây chiên giòn rất là nhiều món, anh em có thể đặt hàng liên hệ Facebook của mình, Facebook vợ mình cũng được, ở dưới phần mô tả có link, cái link Shopee nữa. Anh em có mã khuyến mãi thì em có thể đặt hàng tại Shopee, còn không thì anh em có thể đặt hàng của mình. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Hay quá anh ơi, lý thuyết xong thực hành chuẩn và hay thật. Ok, quốc. Bốn hai hai CF có nguyên viên gì ạ? 422 thì em có thể dùng Steven Gera. Tôi cũng từng hay dùng Steven Gera. Anh em đá trung lộ à, thủ trung lộ à. Để tôi dồn ra cánh cho anh em nha, tôi dồn kia ra cánh nha, tôi sẽ thủ trung, tôi bắt người trung lộ nãy ra cánh rồi thủ cánh cho anh em xem. Phạt chưa ta? Này em ra cánh này đúng không? Đây thủ cánh nè. Khi em thủ cánh nha, anh em chỉ chạy ngang thôi, chạy ngang nào và đường nào bên kia nó sẽ truyền cho trung lộ à. Đó, truyền người thủ trung lộ nè. Đó, giao làm đâu, chỉ truyền về. Ôi quỷ đúng không? Ôi quỷ chứ trong tay. Còn nó vô nó trường hợp nó dò bập gì thôi chịu thấy sao giờ. Nó vô bập thì chịu thấy sao giờ. Đau đầu thì chứ. Ok nha. Đây bây giờ thực hành là lý thuyết là vậy, lý thuyết là mình chỉ chạy song song với thằng cánh thôi, đừng kèm. Đó, bây giờ thực hành nè. Lâu lâu nó bị lỗi xíu nè, lâu bị lỗi xíu. Đây dùng ra cánh nha, cho ông ra đẩy ra cánh nè. Mà ông này thích vô trung lộ, ác chứ. Dùng ra cánh mà ông vô trung lộ thôi. À, trong ra cánh nè, trong đây mình đẩy trung lộ nè, trong ra cánh ông không ra luôn, không la luôn. Đó, trong ra cánh nè đúng không, em ra cánh người ta đá cánh nha, em phải thủ trung lộ nha. Đó, đá cánh nhưng phải thủ trung lộ đây. Đường nào sẽ truyền cho chân mình nè. À. Đó, đường nào sẽ truyền cho chân mình thôi. Người ta tấn công cánh nhưng mà mình sẽ thủ trung lộ. Đó là cánh nè, đó là cánh nè, giờ làm sao đây? Một sức bò ạ. Đó là cánh nè. Đó là cánh nó sức bò nữa hả? Đủ hết vậy. Đủ hết vậy.
Đó, lấy banh nè, cho lấy banh này nè mà, cho lấy banh nhá. Ok, Kevin gỡ lại. Xin chiến thuật đá Gullit Icon à, CF à. Icon CF à. Chiến thuật 422 ta CF luôn á, được luôn á, đẩy Gullit nó CF thôi. Copy C8. Là được cái đâu cần chỉnh gì đâu. Đấy, nãy là lý thuyết rồi á, lý thuyết là chạy ngang, cái bây giờ thực hành nè. Bây giờ thực hành nha. Thực hành nha. Thực hành là không ghi không ra cánh được. Thằng Luther kèm không dông ghi ra cánh luôn á chứ. Em ra cánh nè. Sút nè. Đấy, gôn đỡ liền. Đó. Tôi mà kèm cánh thì game không đá được. Cái gì chứ. Ok, thôi kèm cánh nè, bây giờ thực hành nè cho anh em nè. Đó, cách phòng ngự cánh tốt nhất là đừng cho đối phương tấn công cánh nha. Cánh tốt nhất là đừng cho đối phương tấn công cánh. Ê quỷ ơi. Ở chưa quỷ luôn. À không mua ra. Tôi tưởng quỷ. Anh em là đó, tại vì cách phòng ngự cánh tốt nhất là không cho đối phương tấn công. Anh em thấy là tôi mà thủ cánh làm game không tấn công cánh được. Đó, đó là cách tốt nhất luôn. Để tránh trường hợp đó xảy ra, để tránh trường hợp nó ta tấn công cánh thì em không thủ được là đừng cho nó tấn công cánh. Kèm hết tất cả cánh là lấy đâu tấn công được. Ồ, dưới đây kìa. Sao bạn thấy đều từ cánh hả? À? Phải, tại lúc đó tôi đang ngồi tôi giới thiệu anh em thôi. Mà ẩm suốt nó mới cho anh lùi không à. Cái banh thì lập bập. Cái banh điện nó truyền ở đâu, nó truyền vô mình chặt tắt cái banh nào. Điện nó dội lại bên kia để chịu thôi. Còn cái banh thứ hai nó bò. Tính vừa đã bò thì cũng bó tay. Tôi giờ, tại lúc đó là tôi cố tình tôi để cho ông ra cánh để cho tôi thấy anh em thấy là cách phòng ngự như thế nào. Còn bây giờ ok tôi chỉ anh em cách phòng ngự cánh đỉnh nhất luôn là khỏi cho đối phương tấn công cánh luôn. Đó, khỏi cho đối phương tấn công cánh luôn, khỏi cho lên banh luôn. Kevin được ra nửa bàn thắng thứ ba luôn mà. Trời ơi, không thắng thứ ba ta. À, giờ bên kia không lên banh được, không lên được. Giờ là khỏi cho lên banh thôi. Là cách phòng ngự cánh tốt nhất là đừng cho nó bung ra cánh. Đây 60% nha. Ồ, có Kevin The Rainer mà, Kevin The Rainer tạc hay lắm. 60% đây anh em à, 60% nha. 60% nha. 60% nha. Đến được rồi chứ. Rudiger chạy vô thấy ăn mừng rồi á. Xui thôi vẫn nằm trong 40%. Bốn mươi phần trăm có nghĩa là 1.000 trái thì anh em sẽ vô được 600 trái anh em à. Anh em chập 400 trái. Bây giờ chập chưa tới 400 trái mà. À, trong cánh giờ ok chưa, cầm thằng RB chạy trước cũng là cách ta phủ cánh nè. Cầm thằng RB chạy trước tại đường nào nó truyền ra cánh á. Cầm chạy trước khỏi cho đối phương tấn công cánh.
Chuyền dở rồi. Khó ta, này đã khó ta. Ấy. Khó ta. Anh hai đều gây cấn vậy. Đều gây cấn ta. Lụm lại nha, lụm lại, lụm nha, lụm nha. Sao để hai đều này được. Tôi không thích đây phụ đâu. Tôi không thích đây phụ nha, tôi không thích đây phụ đâu. Tôi không đến đây phụ đâu, Tony Cruz. Tôi không đến đây phụ đâu, tôi đã trong hiệp chính rồi. Tony Cruz lại ghi bàn nè. Tony Cruz hay chưa ha. CDM không đá Cruz không biết đá ai luôn á. Còn ai nữa đâu. Tony Cruz cần. Và khi nào cần, Tony Cruz có. Và khi nào khó, đã có Tony Cruz. Có mà, này có phụ mà. Tôi có đá phụ lắm. Sao vậy? Ờ, chuyện hết giờ luôn. Cơ rút làm hết ta, rút đỉnh nó ra. Pha đó không có rút sạch là đi rồi. Hay làm game nữa ta. Game nữa không? Game nữa không ta?